Ok, xin chào các bạn. Đây là bộ sưu tập mặt nạ của mình nha. Đây là 8150, 8150, 8690, 8170, 8650 và 8650. Hiện giờ bên mình đang chỉ có 8650 và 8690, không có 8670. Có hai cái 8150 và một cái 8170, không có 8190. Và bên mình cũng có cái mặt nạ không. Để nếu mà xe các bạn còn cái miếng xi mà mất cái mặt nạ thì có thể mua cái mặt nạ không này về gắn vô nha. Thì cái cách mà để lấy cái mặt nạ này ra nó rất là đơn giản nha. Các bạn thấy ở đây nó có cái chốt. Cái chốt này nó bằng nhựa nha. Và cái chốt ở đây nó có một miếng khoanh. Các bạn chỉ cần lấy má lửa, các bạn hơ cái này cho nó mềm ra, các bạn lấy tay các bạn rút ra. Chỉ cần hơ vô đây hơi nhẹ, các bạn cầm đây các bạn rút nhẹ lên, hơi nhẹ vô đây, các bạn rút nó lên là xong đó. Còn khi các bạn gắn vô lại thì các bạn ạt nó vô lại, các bạn dùng cái rô này nè, các bạn bấm nó vô là xong rồi, rất là đơn giản nha. Đó thì đây là cái dàn sưu tập mặt nạ của mình. Ok, các bạn có nhu cầu mua mặt nạ dành cho xe cúp 8186 5070 thì liên hệ với mình nha. Đây chỉ là những cái mặt nạ nhựa dành cho 8186 thôi, còn mặt nạ dành cho 78 với cánh nén là nó phải sắt thì mình sẽ phô ra ở một cái clip khác. Thì đây là clip mặt nạ nhựa, còn clip mặt nạ sắt là riêng nha. Ok rồi, các bạn có nhu cầu cần cái mặt nạ nào thì các bạn liên hệ với mình nha, qua số điện thoại bên dưới. Phương thức mua hàng là chuyển khoản trước nhận hàng sau, không ship sure. Và bên mình cung cấp tất cả các linh kiện liên quan tới xe cúp của bạn, thiếu món nào cứ alo cho mình thì có hết nha. Ok, bye bye.